Sáng nay, Trường Đại học Hoa Lư đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Tới dự có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các huyện, thành phố, các đơn vị giáo dục, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cùng đông đảo cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường. Năm học 2021-2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, Trường Đại học Hoa Lư đã phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện đồng bộ các giải pháp về chuyển đổi số, đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị đại học và cải tiến chất lượng giảng dạy, không ngừng vươn lên hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học đã đề ra. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục có sự chuyển biến về số lượng và chất lượng. Quy mô giáo dục và đào tạo của nhà trường từng bước được mở rộng với trên 2.300 học sinh, sinh viên. Trong năm học vừa qua, nhà trường có trên 81% sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi, xuất sắc. Khối học sinh trung học phổ thông, số lượng học sinh đạt loại khá, giỏi trên 80%. Có trên 95% sinh viên khối ngành sư phạm và trên 86% sinh viên khối ngành ngoài sư phạm có kết quả thực tập xếp loại giỏi, xuất sắc. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt trên 80%. Nhà trường đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh bậc 3 cho cán bộ công chức viên chức các đơn vị trong tỉnh, tuyển sinh bồi dưỡng và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cho hàng trăm học viên, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên, công chức, viên chức. Năm 2022, nhà trường đã tuyển được 310 chỉ tiêu đại học chính quy thuộc 7 ngành đào tạo, đạt 95% kế hoạch, trong đó có nhiều em đạt từ 27 điểm trở lên, đặc biệt có 2 em đạt 29 điểm. Tuyển sinh đại học liên thông hệ vừa làm vừa học. Trường Phổ thông Trung học Sư phạm Tràng An tuyển sinh đạt 100% kế hoạch. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương chúc mừng những thành tích tập thể giáo viên, cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Để đạt được kết quả cao hơn nữa, trong năm học 2022-2023, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của đất nước, đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, người lao động nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Triển khai xây dựng và hoàn thiện đề án tuyển sinh năm 2023, chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, cơ cấu và đúng tiêu chuẩn, phù hợp với chuẩn chương trình và quy mô đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản trị, quản lý, trong dạy và học. Quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác nghiên cứu khoa học, vừa hỗ trợ tốt cho công tác đào tạo, nâng cao chất lượng, vừa phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường. Chúc mừng và chia sẻ niềm vui với các tân sinh viên đã trúng tuyển vào Trường Đại học Hoa Lư, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các em tiếp tục phát huy thành tích học tập nổi bật ở bậc phổ thông, nhanh chóng thích nghi với môi trường giáo dục đại học, tích cực rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, công dân tốt, giàu khát vọng và hoài bão, góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ số hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền, cơ quan, ban ngành trong tỉnh tạo mọi điều kiện giúp đỡ Trường Đại học Hoa Lư trong quá trình xây dựng và phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục đại học trong thời gian tới. Tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân của Trường Đại học Hoa Lư đã đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh năm học 2021-2022. Nhân dịp này, 4 tập thể và cá nhân cũng đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập năm học 2021-2022.